Hello, xin chào anh em nha. Bữa nay mình vô mình mod con xe con anh em ha. Bữa nay theo cậu nên mình mod con mẹt. Con mẹt đen là 200. Mà con kia nó 300, mình không kiếm không có 300. Mình mod con 200 thôi anh em. AMG nha anh em nha. Đấy, con Mercedes này là AMG. Con đen là 200. Đấy. Bây giờ mình sẽ lại chọn lại nước. Đấy, thấy không? Đó. Đó đây. Đấy. Đây. Nhìn thấy đẹp không? Đẹp không? Bữa nay mình sẽ đi con xe con tiếng anh em nha. Đấy. Anh em nhìn dạng mâm rồi. Mâm rất là đẹp ha. Đây mình cũng review lâu rồi mà không có làm clip. Giờ lên níu con xe này nha. Có mấy kênh khác cũng đưa là xe lên nữa, nhưng mà mình sẽ đưa lại. Đấy. Mình cũng đau con này lâu rồi mà không có thời gian đưa lên. Nè, đưa cho em xem nha. Rồi bây giờ mình cũng khám phá phần ở thất xe, thì mình sẽ mở cửa xe em xem nha. Đấy, thấy không? Mở cửa ra ngoài nha. Đấy, nó mở hai cửa nữa thấy không? Nó mở hai cửa đó. Đấy. Đấy. Cửa sào mở luôn nha em ạ. Đấy, mở luôn. Đây là logo của phần cái chiếc Mercedes nha. Đen là 200. Đó, hiện tại con 300 mình chưa có. Ha. Mod mình chưa có, mình không có mod cho anh em xem được nha. Mình sẽ sử dụng tính năng đèn. Đấy, đèn ra sáng anh em nha. Mình zoom cực cao lên sáng nha. Đấy. Đây là. Cực kỳ sáng anh em nhé. Cốt pha rất là sáng nè nha. Mình để cốt nè. Đấy. Pha nè. Đấy, sáng. Đấy. À, mình thử tính năng những tính năng trên đây xem nha. À, nhấp nháy em nha. Đèn tín hiệu nhấp nháy nha. Đấy. Đèn cảnh báo nhấp nháy nháy nó theo. Đấy. Phần đó, đèn trần vẫn hoạt động nha. Đấy, để mình đóng cửa lại. Ở cái phần cửa đây nè, anh thấy không, sẽ đóng mở được nha. Rồi. Đấy, thấy không, kéo cửa lên xuống được nha. Đấy, thấy không, đấy. Rồi mình sử dụng cái nắp, mình mở nắp trước nắp sau xe được nha. Đó, nắp sau đó anh em thấy không? Đấy. Đó, nắp sau mở được ha. Rồi nắp trước. Đấy. Mình cũng mở được luôn nhé. Đó, thấy không? Giờ chi tiết xe cũng rất rõ nét nha. Con số 3 này là trên nóc xe anh em nha. Số 3 trên nóc xe. Để mình zoom gần anh em xem. Mở đóng cái phần trên nóc cái kính xe trên nóc á, mình thấy không? Để mình vô trong. Đấy, thấy không? Đấy. Có kêu không? Càng hơi hay nghe nè. Kiểu rất là hay nhé. Tăng lớn này.
Đấy, kèn kiểu rất là hay ha. Rồi mình sẽ hành nè. Nên mình vẫn chảnh đường đất nha anh nha. Đường đất cho có bụi nó thực tế ha. Và mình thích đường đất ấy. Xe này ba rất là nhanh em nha. Mình thấy không? Ở cái phần vô lăng thì em thấy không, phần cô vô lăng tắp lô thì nó thế anh em nhé, đấy nha, tiếp thu hành đây, đấy. Đấy, chụp hình nữa coi. Phần ghế sau. Đấy, nó thấy thắt cái sau nhìn đẹp không? Để mình quên thì mình nó thắt em xem ha. Đấy. Chụp hình nó thắt. Có thể sẽ rất là đẹp nhé. Chụp hình nữa coi. Đấy. Thôi đi em ơi. Anh đi nè. Chạy xe đua mà mấy mẹ này còn nó mạnh lắm nha, nó để ba cực kỳ nha. Thôi là 160 luôn rồi, thấy mấy rồi. Nói chung là rất là mạnh. Nói chung là mình chạy cẩn thận nha. Nó rơi rơi xuống đường luôn. Ui, có chiếc bán tải ví dụ quên kìa. Một chiếc Volkswagen hay là chiếc Ford gì đó. Mới nhích ra là 60.
Anh em mà có khương hậu thì anh em vô phần cài đặt chỉnh nha, mình đâu có chỉnh khương hậu để chạy đỡ lắc. Xe này thì không có khách được anh em nhé, nó không khách không lên xe. Chị chạy hết tốc lực rồi, cái xóm dài anh em nhé. Đường khó test quá. Chạy chỗ này luôn. Thử hết tốc lực bao nhiêu số giờ nhé. 179, 180 mấy à. Chạy bay luôn. Xe thắng ăn anh em nha, xe thắng từ từ chứ không ăn nha. Chạy vô đây cho nó chắc. Để ba lên nhanh không? Hai trăm km giờ. Xe này dự hình luôn, ngon luôn á. Cực kỳ mạnh, ủi luôn xe kia luôn đó anh em, thấy không? Ủi luôn nè, thấy không? Xe này máy cực kỳ mạnh, nghĩ là ăn xăng dữ lắm luôn á, thấy không? Đấy, ủi luôn. Nó cực kỳ mạnh không?
Ôi. Ôi, mình đặt cái trại bò sữa đó này nè. Ôi. Ôi trời, mình thấy trại bò sữa Long Thành rồi. Đây, thôi mình review xíu về con xe anh em xem nha. Anh em nào muốn chơi thì cứ tải cho link thì mình sẽ bỏ dưới mô tả nha. À, anh em cứ xem video ủng hộ mình đi rồi mình sẽ up link lên anh em xem nha. Để mình đào gì chơi ha. Đấy. Rồi thôi, mình bye bye, xin chào anh em nha.